Xin chào các anh chị, chúc các anh chị một ngày mới an lành. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách phá bi. Có nhiều các anh chị chưa biết cách phá bi. Và đây là sự bắt buộc của Bicotem, là chúng ta phải phá bi, ít nhiều gì chúng ta cũng phải có phá bi để tránh tình trạng chúng ta bán lúa non, tránh tình trạng chúng ta bán phá giá bi và nó mất cân bằng sinh thái. Nhiều người là bán lúa non hoặc là bán đổ bán tháo, nó sẽ làm mất cân bằng, nó sẽ làm mất cân bằng cái hệ sinh thái. Cho nên là chúng ta phải ít nhiều gì mọi người đều có phá bi hết tất cả các anh chị. Thì bây giờ có nhiều anh chị chưa biết thao tác phá bi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái video này cho các anh chị phá bi nha. Chúng ta gồm có 4 bước. Bước thứ nhất thì các anh chị mở cái app bi ra. Mở cái app ra thì chúng ta nhìn, đầu tiên chúng ta nhìn thấy có ba gạch ở bên trên cùng nè. Đó, có cái tay chỉ lên đó các anh chị. Thì chúng ta chạm vào cái ba gạch đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai chúng ta vào chữ Mainnet. Bước thứ hai chúng ta vào chữ Mainnet, chạm tay vào các anh chị, bước thứ hai. Và bước thứ ba chúng ta chạm cái tay vào chữ là chúng ta chạm vào chữ là thiết lập tỷ lệ phá nha các anh chị, thiết lập tỷ lệ phá. Hết bước thứ ba, chúng ta vào bước thứ tư. Đó, bước thứ tư chúng ta chọn, thì nếu mà bi ít quá là chọn 50%. Chọn 50% chúng ta kéo cái chấm này nè, chúng ta kéo ngược lại số 50% thôi. Còn ai bi nhiều á thì có thể phá 90%, tại bi người ta nhiều. Bi mình ít quá thì mình phá 50% thôi để mình còn xài nữa. 50%. Đó, rồi chúng ta chọn là 1 năm hay là 3 năm. Thì ở đây mình chọn 3 năm. Nếu như mình chọn cái 1 năm hoặc 6 tháng á, thì cái tốc độ đào nó sẽ thấp dữ lắm. Tốc độ đào nó sẽ chậm lại. Chúng ta chọn năm nhiều hơn thì tốc độ đào nó sẽ cao hơn. Hoặc chúng ta chọn là 90% tốc độ đào nó sẽ cao nữa, mà chọn 50% tốc độ đào nó sẽ chậm. Đó, thì bi nhiều thì chúng ta chọn là 90%. Khi chọn xong thì chúng ta bấm vào chữ là commit. Chọn xong bấm chữ commit, đó là chữ lưu của các anh chị. Đó là hết bước thứ tư. Đó là chỉ có 4 bước như vậy thôi. Và chúc các anh chị thành công. Và xin tạm dừng ở đây. Xin kết thúc video và xin cảm ơn tất cả các anh chị.